đất á, mà khoảng hơn 100.000 một mét mà nó có đường đi á, mà thuộc dạng là gần Phan Thiết nhất á, thì nó như thế nào? Thì hôm nay Hiệp sẽ dẫn anh em đi xem một cái lô đất kiểu như này nhé anh em. Hello, xin chào tất cả các anh em quay trở lại kênh của Hiệp. Thì hôm nay Hiệp sẽ dẫn anh em đi xem một cái lô đất là giá khoảng hơn 100.000 một mét thôi. Và lô đất này nó phải có đường đi và nó thuộc dạng là gần Phan Thiết nhất. Nó cách Phan Thiết khoảng là 21 km, tính từ ngay bãi biển Đồ Dương của Phan Thiết đi đến lô đất khoảng chỉ 21 km thôi. Và trên Google Maps nó thể hiện là đi khoảng hơn 40 phút. Và bây giờ Hiệp sẽ từ vị trí trung tâm Phan Thiết đi tới lô đất xem nó như thế nào, và cũng là giải đáp một số cái câu hỏi của các anh em gọi về hỏi cho Hiệp là cái lô đất quanh Phan Thiết mà mức trên dưới 100.000 thì nó sẽ như thế nào, và đặc biệt là tìm kiếm những cái lô đất mà gần Phan Thiết nhất và với cái giá rẻ nhất như vậy. Thì hôm nay Hiệp sẽ làm cái video này quay trực tiếp cho anh em xem là những cái lô đất này thì nó như thế nào, nó có đáp ứng được tiêu chí của anh em không. Và cái thứ hai là cũng truyền tải những thông tin là đại loại những cái lô đất mà nó quanh Phan Thiết với cái mức giá rẻ như vậy thì nó đường đi và mọi thứ, cái bối cảnh xung quanh nó như thế nào, có thể là anh em có đầu tư được hay không, có thể xây dựng trang trại được hay không, có thể chăn nuôi được hay không, có thể làm nông nghiệp công nghệ cao được hay không. Thì mình cùng đi để cùng trả lời cái câu hỏi của rất là nhiều người quan tâm về cái vị trí lô đất này. Và hiện tại là Hiệp đang đứng ở Phan Thiết và bắt đầu mình sẽ đi. Và bây giờ Hiệp sẽ bấm đồng hồ để mình coi là thực tế Hiệp đi từ đây đến một cái lô đất điển hình như vậy nó là bao nhiêu lâu. Và nhưng mà trước khi đi thì Hiệp nói trước luôn một điều, đây là một cái lô đất mà giá hơn 100.000 một mét thôi, nhưng nó là thuộc dạng gần Phan Thiết nhất nha anh em nha. Nó chỉ có 21 cây số thôi là thuộc dạng gần Phan Thiết nhất rồi. Còn một số anh em mà hỏi Hiệp mà lô đất ở Tuy Phong, ở Bắc Bình thì nó rất là xa, hơn gấp đôi lô đất này luôn. Cái lô đất mà anh em mà mua dưới 100.000 cũng có, hoặc là quanh quẩn mức 100.000 mà anh em thấy ở Bắc Bình đăng lên á, thì nó sẽ xa hơn cái lô đất này rất là nhiều so với cái vị trí mà Hiệp đang đứng trung tâm Phan Thiết. Nó phải trên 50 cây số, tức là ít nhất là nó phải gấp 2,5 lần so với lô đất này. Và đây là Hiệp chọn một cái lô đất thuộc dạng là gần Phan Thiết nhất để review, để chia sẻ những cái hình ảnh, những cái thông tin này đến với anh em để anh em xem nó như thế nào nha. Rồi thôi, mình cùng đi nào. Let's go. Đây là những cái hình ảnh đó, từ trung tâm thành phố Phan Thiết. Đây là cái đại lộ Tôn Đức Thắng, là một trong những cái con đường khá là chính ở Phan Thiết. Đây là cái con đường ngay trung tâm luôn á anh em. Và trước mặt anh em á, ngay chỗ cái vòng xoay trước mặt xa, đó là ngay chỗ Lotte Phan Thiết đó anh em. Và cái từ cái vị trí của Hiệp đang di chuyển này nè, thì cách biển là khoảng 1 km, tức là nãy giờ mình đi được 1 cây số rồi anh em, còn 20 cây nữa. Rồi đây là cái vòng xoay giao nhau giữa Tôn Đức Thắng và đường Hùng Vương. Đây là hai con đường rất là lớn giao nhau ở vòng xoay này, cũng khá là lớn. Và vòng xoay này gọi là vòng xoay Lotte nha anh em. Còn trước mặt anh em là cái tòa nhà của Viettel. Đây, khi mà anh em tới Phan Thiết á, thì có thể ghé con đường Hùng Vương này, có rất là nhiều quán ăn để mình có thể ăn ở đây. Đủ các loại quán ăn và đặc biệt là hải sản cũng có rất là nhiều ở trên cái con đường này. Còn con đường Tôn Đức Thắng này thì anh em có thể uống cà phê ở trên đường này, cũng có rất là nhiều quán cà phê ở con đường này nha. Hello anh em, ở đây là cái con đường đang đi tới đất và đi được một nửa đường rồi anh em. 21 cây thì bây giờ đi được khoảng được hơn 10 cây rồi. Và hơn 20 phút đi từ nãy đến giờ, và tốc độ Hiệp đi khá là chậm, khoảng 40 km đổ lại thôi. Và cái con đường thực tế đang đi nó là như thế này nè, được nửa đường nè. Và khu vực này thì người ta nuôi yến rất là nhiều. Và bên phải của Hiệp đang đi đây là có một cái hồ nước rất là rộng luôn. Và cái hồ nước này yến nó hay về đây nó uống nước, cho nên người ta gọi là hồ yến. Bên này nè, nó hơi chói anh em ạ. Đó, đây gọi là hồ yến, nó khá là to. Ở quanh đây nuôi yến rất là nhiều. Và con đường này nếu mà người dân ở Phan Thiết hoặc là khu vực Hàm Liêm thì gần như là rất là nhiều người biết luôn.
đây bên phía bên trái này nè là khu du lịch sinh thái Trung Thành Nam. Đây là khu du lịch sinh thái Trung Thành Nam đó, cho nên là cái đường này người ta gọi là cái đường đi Trung Thành Nam. Rồi anh em hãy tiếp tục theo dõi và xem thử là Hiệp sẽ đi tới đất quay cái cảnh thực tế nó như thế nào cho anh em cùng theo dõi nha. Đây là anh em, đây là cái chỗ mà công nhân đang làm phục vụ đường cao tốc nha anh em. Sắt thép để đây nè đó, và giờ này là giờ trưa rồi nên công nhân họ nghỉ rồi, sắt thép quá trời. Đây nè, là Hiệp đang đứng ở một cái con đường ngay một cái ngã tư giao nhau giữa đường cao tốc với lại cái đường hiện hữu. Đây nè anh em, phía bên này là cao tốc nè, rất là rõ nét, mặt bằng rộng lắm nhưng mà nó vẫn không rộng bằng bên này. Bên này còn rộng hơn nữa nè, rộng kinh khủng luôn, và nó đã được hình thành rõ nét rồi. Rồi sau cái đoạn già chuyện cái chỗ cao tốc thì mình lại tiếp tục đi nha anh em. Và như anh em thấy nè, hai bên đường là bà con làm nông nghiệp rất là nhiều, và bên này là cây cao su nè, đó, đang trồng trang trại cây cao su. Còn phía bên trái này là trồng thanh long. Tức là mình thấy ở khu vực này khá là tươi tốt, điện nước mọi thứ rất là ổn luôn. Rồi mình hãy cùng đi tiếp sâu vào bên trong thử xem là gần đến đất rồi là mình tiếp tục mình có cái gì ở phía sau trong đất này nha anh em. Đó, mọi người thấy không, điện nè và đường khá là ổn đó, mình thấy cũng hay á. Và bởi vì mình chưa tới cái miếng đất này, mình chỉ định vị ở trên map thôi, và đây là cái việc là mình đi thực tế luôn, trải nghiệm cùng anh em thực tế luôn, chưa không có sự chuẩn bị, mình đi khá là chậm nữa, khá là chậm vì vừa đi vừa ngó hai bên đường, nên có lẽ là thời gian nó sẽ không kịp giống như Google Map, nhưng mà không sao, mình đi để mình quan sát hai bên đường để mình biết là ở cái khu vực này đất đai nó có phì nhiêu hay không, mình có thể làm được cái gì từ khu vực này. Rồi có những cái trang trại có vẻ rất là rộng luôn anh em nè, đây là vòng thành nè, vòng thành này phải dài cũng phải là vài trăm mét á, mình chưa biết là họ làm cái gì, nhưng mà ở đây làm nông nghiệp có vẻ là rất là phát triển, và hạ tầng điện, lưới điện ổn định. Rồi mình sẽ cố gắng quan sát và sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin cho anh em, tiếp tục theo dõi nha anh em. Đây là cái trang trại của tập đoàn Rạng Đông. Rạng Đông là một trong những cái tập đoàn lớn nhất tại Bình Thuận nè anh em, và họ đang xây cái trang trại khu vực này nhé. Và mình còn một chút xíu nữa là mình đi vào tới đất rồi. Hello, xin chào tất cả các anh em. Hiện tại thì Hiệp tới ngay sát bên cái vị trí lô đất rồi, ngay cái này, đất gần ngay cái ngã tư. Ở phía sau lưng Hiệp là cái đường nhựa, phía bên này là cái đường đất khá là to, to lắm. Còn phía bên này là một cái con đường nữa, nhưng mà có đường đất nhỏ. Và bây giờ Hiệp sẽ đi vào trong cái vị trí gần cái lô đất này nè. Thì Hiệp nghĩ là ở trong này thì nó hơn 100 triệu, thì ở ngoài này nó sẽ đắt hơn. Và đây có cái nhà yến, đây có con suối, con mương. Ở đây có nước nhiều cho nên là nuôi yến được. Đó, mọi người ở đây làm trang trại nè, nuôi yến, nuôi gà, trồng cây nữa, gà nè. Và trồng cây nữa. Cái nhà yến này to á. Còn cái con đường này là đường đá đổ vào. Đây đường đá đổ vào anh em. Phía sau đây nó có cái dòng suối chảy đi theo. Và ngoài ra người dân còn có thể đào ao. Ở ngoài kia Hiệp thấy họ đào ao nè. Đây là nhà yến. Đây là cái nhà này làm trang trại, có trồng dừa, trồng thanh long. Ở đây vẫn có điện anh em à. Đây, bà con vẫn bắt cái bình điện này. Đường dây điện hai bên này. Bình điện.
ở đây vẫn có điện bình thường. Và ở đây là sát cái mặt nước, cho nên là giếng khoan chắc là sẽ có khá là nhiều nước. Ồ, ở trong này cũng hay á, có vẻ đất là phì nhiêu. Thì hôm nay Hiệp review cho anh em thấy là cái cảnh cái miếng đất nó như thế này, thì giá nó cũng sẽ hơn 100 triệu, đường đi ô tô vào được, nhưng mà ô tô con thì khuyến cáo là không nên đi, bởi vì vô đến đây là không vô được đâu, đường đá này không vào được. Còn đường ở ngoài kia thì do là mùa mưa cho nên là có vài cái chỗ trũng, còn nếu bình thường thì Hiệp nghĩ đi rất là tốt, đi tốt. Rồi đây là đến vị trí của lô đất anh em. Lô đất nó như thế này nè, đó. Như thế này, phía sau sẽ giáp với suối. Thì cái vị trí này có một số người đang rao bán với giá là hơn 100 triệu một sào. Tức là hơn 100 ngàn một mét vuông. Nhưng mà đất ở khu vực này thì có nhỏ nhỏ thì cũng 4-5 sào trở lên, tức là 4-5 nghìn mét vuông trở lên nha anh em. Thì hai loại đất chính ở đây là đất cây trồng hàng năm và đất cây trồng lâu năm. Thì thường thì mọi người sẽ thích đất cây trồng lâu năm hơn, nhưng mà đối với Hiệp thì nó cũng không chênh lệch gì lắm về cái chuyện này. Và hàng năm hay lâu năm thì anh em đều có thể đứng tên được. Chỉ có mỗi tội là nếu mà đất lúa thì mình cũng phải xem xét lại, vì quy định của đất lúa thì nó khác hơn những cái loại đất này. Đó. Và bây giờ Hiệp sẽ trở ra lại thì cho anh em coi cái quang cảnh xung quanh đây như thế nào thôi. Thì vị trí Hiệp đang đứng thì cách Phan Thiết, cách cái bờ biển Đồi Dương của Phan Thiết là 21 km. Tuy nhiên do cái đường nó đi thì nó hơi ngoằn ngoèo, cho nên là Hiệp đi cả gần cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. Thứ hai nữa là do vừa đi vừa ngắm hai bên đường, đặc biệt là già chuyện cái đoạn cao tốc. Cái chỗ cao tốc đó thì già chuyện. Đó anh em, tình hình thực tế của lô đất nó là như vậy đó anh em. Thì ở khu vực này nước và giếng khoan thì mình có, khu vực này có nước, điện thì đã ok rồi. Và mình có thể làm trang trại khu vực này thì khá là ok, ổn định, cây cối thì tươi tốt. Đó là một số cái thông tin mà Hiệp chia sẻ đến với anh em. Bây giờ chúng ta cùng quay về nha anh em nha. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem video của Hiệp. Nếu thấy những chia sẻ của Hiệp hữu ích thì khuyến khích Hiệp bằng bấm like video này nhé. Và anh em nào chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký ở bên dưới và bấm luôn nút chuông bên cạnh để nhận được rất là nhiều video tiếp theo của Hiệp chia sẻ nhiều thông tin về bất động sản Phan Thiết cũng như là văn hóa du lịch ở Phan Thiết nói chung. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.